Bạn đã từng mê cái dâu tầm hạt đác khóm á, thì giờ Lamy Farm có món mới nè, Atiso hạt đác khóm. Xưa giờ chỉ nghĩ là Atiso làm siro thôi đúng không? Có cái này là mới toan luôn nè, Asiro hạt đác khóm. Nhìn bề ngoài màu sắc tươi tắn hen, thấy thèm ghê luôn á. Màu này là của Atiso á. Khi mà ăn vô thì hạt đác mềm dẻo, Atiso chua nhẹ, hòa quyện với vị thơm ngon của khóm. Với lại cái món này cũng tốt cho hệ tiêu hóa lắm á nghe. Với lại hạt đác thanh mát nữa đó. Pha chế cũng đơn giản thôi à, 3 muỗng siro rồi một ít nước lọc, thêm miếng chanh vô, rồi cho đá vô và hạt đác Atiso với khóm để lên trên mặt ly. Nhìn thôi là đã thấy thèm thuồng rồi đúng không? Mỗi bữa cơm thêm một ly Atiso hạt đác khóm, hoặc là buổi trưa hè uống một ly Atiso hạt đác khóm lạnh vô á, là xua đi cái mệt mỏi của nắng hè luôn á. Thử món này đi, ngon lắm á.